Kính chào thầy và các bạn, em tên là Phan Minh Khôi, mã số sinh viên 18142140, thuộc lớp thứ 6, tiết 79. Nhóm chúng em gồm có 3 thành viên: Nguyễn Xuân Lộc, mã số sinh viên 18142161, Nguyễn Phương Nguyên, mã số sinh viên 18142169 và em Phan Minh Khôi, mã số sinh viên 18142140. Ngày nay, các nhà hàng xuất hiện rất nhiều nhằm phục vụ cho nhu cầu ăn uống ngày càng tăng của con người. Tuy nhiên, theo nhiều cuộc khảo sát cho thấy, nhiều vị khách đến nhà hàng không chỉ để phục vụ nhu cầu ăn uống, mà còn để thưởng thức không gian nghệ thuật mà nhà hàng đó mang lại. Mà trong không gian nghệ thuật đó, ánh sáng luôn luôn chiếm một vị trí quan trọng nhất để làm cho không gian trở nên lung linh và sang trọng, tôn lên được vẻ đẹp mà nhà hàng đó mang lại cho thực khách. Do đó, nhóm chúng em quyết định thực hiện đề tài thiết kế chiếu sáng cho nhà hàng để báo cáo cho môn học kỹ thuật chiếu sáng, dân dụng và công nghiệp. Mục đích bài báo cáo của nhóm chúng em là: thứ nhất, tìm hiểu và nghiên cứu về hệ thống chiếu sáng trong nhà hàng; thứ hai, thiết kế một hệ thống chiếu sáng thực tế, cụ thể là nhà hàng Helilau ở Vincom Phan Văn Trị, quận Gò Vấp; thứ ba, cải thiện kỹ năng tiếng Anh qua việc tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh; thứ tư, cải thiện khả năng làm việc nhóm. Và trong bài này thì nhóm gồm có các nội dung chính như sau: đầu tiên đó là tổng quan về chiếu sáng trong nhà hàng, kế đến đó là các tiêu chuẩn để thiết kế chiếu sáng và các loại đèn thường dùng trong chiếu sáng nhà hàng. Kế tiếp, nhóm sẽ sử dụng Milus Evo 10.0 để thiết kế chiếu sáng cho nhà hàng và cách sử dụng Milus cho thiết kế. Cuối cùng là đánh giá dự án và hướng phát triển của đề tài. Đầu tiên, phần 1 là phần tổng quan về chiếu sáng nhà hàng. Thứ nhất, ta đi tìm hiểu về mục tiêu về chiếu sáng trong nhà hàng. Tại sao cần thiết kế chiếu sáng trong nhà hàng? Ánh sáng là một vai trò rất quan trọng trong việc thiết lập nên không gian trong các nhà hàng, khách sạn, quán bar, cà phê. Ánh sáng làm nổi bật không gian riêng của nhà hàng, đồng thời tạo nên sự hài hòa cho phòng ăn bằng cách sử dụng các mức độ chiếu sáng thích hợp. Kỹ thuật chiếu sáng, nhiệt độ màu của nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng, vị trí kiến trúc, kiểm soát độ chói. Ánh sáng có lẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế nhà hàng, bởi vì ánh sáng không phù hợp có thể làm giảm hiệu quả của các yếu tố khác. Trong khảo sát thực tế, trong 1.500 người, cho kết quả khoảng 25% khách rời khỏi nhà hàng do ánh sáng xấu. 88% cảm thấy rằng ánh sáng ảnh hưởng đến ý kiến của họ về buổi hẹn hò hay vào một buổi ăn lãng mạn. 17% cho rằng căn phòng quá sáng, trong khi 12% còn lại cho rằng nó quá mờ. Ngoài việc đóng vai trò là một trong những yếu tố trang trí không gian nhà hàng, thì hệ thống chiếu sáng còn được tác động to lớn tới tâm lý của khách hàng. Tiếp đến là nguyên tắc cơ bản về thiết kế chiếu sáng trong nhà hàng. Thiết kế chiếu sáng trong nhà hàng cần hướng tới thực khách. Trong kinh doanh ẩm thực, khách hàng đứng vị trí hàng đầu trên tất cả. Điều quan trọng là khách hàng cảm thấy hài lòng, và chất lượng ánh sáng chiếm vị trí quan trọng trong việc này. Ánh sáng thiết kế chủ yếu cho khách hàng phù hợp với kiến trúc của nhà hàng. Đây là quy tắc đầu tiên của một chủ nhà hàng khi muốn thiết kế ánh sáng tốt. Ánh sáng tốt trong nhà hàng liên quan đến việc kết hợp ánh sáng bên ngoài tự nhiên với ánh sáng từ đèn điện. Sự kết hợp này rất quan trọng, đảm bảo tạo ra ánh sáng dễ chịu cả vào ban ngày lẫn vào ban đêm cho thực khách. Màu sắc của ánh sáng cũng rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng của người dùng bữa. Tiếp đến là thay đổi ánh sáng theo bữa ăn. Thường các nhà hàng hoặc các quán ăn sẽ lựa chọn thay đổi ánh sáng tùy theo thời điểm trong ngày. Tại mỗi thời điểm, nhu cầu dùng bữa và các nhu cầu đi kèm của khách hàng sẽ khác nhau. Một vài ví dụ đơn giản như sau: vào buổi sáng, bữa sáng sẽ rất cần nhiều ánh sáng tự nhiên để khách hàng có thể đọc báo buổi sáng trong khi thưởng thức cà phê hoặc bữa ăn của họ. Vào buổi sáng, ánh sáng tự nhiên cũng rất tốt nên chúng ta sẽ cần tận dụng ánh sáng tự nhiên nhiều hơn. Vào buổi trưa, đây là giữa thời điểm ánh sáng mặt trời lên cao nhất. Việc thiết lập ánh sáng đèn sẽ vừa phải giúp cho khách hàng dễ chịu hơn và sử dụng bữa ăn ngon hơn, cũng như tránh làm chói cho họ. Đến buổi tối thì giờ ăn tối đòi hỏi một cường độ ánh sáng thấp để tạo một không gian thân mật, lãng mạn và tao nhã, cũng làm nổi bật độ ngon của món ăn khi không ảnh hưởng bởi ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài. Tiếp đến là ánh sáng được xác định bởi không gian và cách mình sử dụng nó. Một trong những sai lầm mà chính những nhiều chủ nhà hàng mắc phải là lựa chọn đèn chiếu sáng theo cách thiết kế của đồ đạc mà không phải theo chức năng của chúng. Loại đèn chiếu sáng được cân nhắc trước khi lắp đặt, bất
thể chúng ở đâu và với mục đích gì. Hiệu quả của việc ánh sáng là một trong những không gian nhất định được đo lường bằng lần số lần hiển thị và cảm xúc của người dùng ở trong không gian đó. Để đạt được ánh sáng tốt, đầu tiên chúng ta cần xác định mục đích sử dụng của không gian và cách sử dụng ánh sáng trong không gian đó. Điều này giúp cho chủ nhà hàng quyết định được số lượng đèn chiếu sáng cần thiết. Bước tiếp theo là lựa chọn các loại nội thất và hình dáng của chúng để phù hợp với mục đích của không gian. Với không gian nhà hàng, đèn chiếu sáng được nên được trang bị là loại có thể điều chỉnh được độ sáng thủ công hoặc tự động theo ý của người chủ. Việc điều chỉnh thiết kế chiếu sáng cho nhà hàng giúp không gian, không khí luôn được phù hợp với tâm trạng của người dùng bữa, bất kể dịp nào, thời gian nào trong ngày hoặc trong mùa nào trong năm. Tiếp đến là sử dụng độ sáng để tạo một không gian phù hợp với cảm xúc. Nguyên lý thiết kế về màu sắc. Một không gian nhà hàng đẹp cần có sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó có màu sắc sử dụng trong kiến trúc hoặc nội thất nhà hàng. Do đó, luôn phải ghi nhớ những quy tắc và màu sắc thiết kế nhà hàng dưới đây. Đầu tiên đó là nguyên tắc 60, 30, 10. Đây được coi là tỷ lệ vàng mà chủ đầu tư cần tuân thủ khi lựa chọn màu sắc cho không gian nhà hàng của mình. Theo đó, cần ít nhất 3 gam màu trong mỗi không gian nếu muốn đảm bảo tính thẩm mỹ. Quy tắc này cũng cho biết cách phối màu nên được thực hiện đó là dành 60% diện tích cho tông màu chủ đạo. 30% màu sắc được sử dụng này thường là những màu có tông hài hòa với màu chủ đạo và 10% còn lại dành cho những gam màu trang trí nổi bật và ấn tượng. Tiếp đến là xu hướng thiết kế ánh sáng hiện nay. Xu hướng thiết kế ánh sáng hiện nay là quay về những điều cơ bản. Hiện tại nguồn sáng đã được bật, nắp đèn đã được tháo ra và các hợp âm rủ xuống từ trần nhà. Bóng đèn tạo cảm giác retro với các dây tóc tiếp xúc rất phổ biến vì bản thân bóng đèn là một tính năng thiết kế. Về mặt chiếu sáng không gian trang trí, các quán bar, các nhà hàng hiện nay đang sử dụng ngày càng nhiều các đèn LED để tiết kiệm và giảm chi phí bảo trì. Hai xu hướng này sẽ được tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Tiếp đến là về các tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng trong nhà hàng. Yêu cầu về chiếu sáng. Khách sạn, nhà hàng chiếu sáng là một phần không thể thiếu để tôn lên sự sang trọng, tạo điểm nhấn, tạo nét riêng trong từng không gian. Với từng khu vực như lễ tân, phòng hội nghị, phòng ăn, phòng ngủ, vân vân mà có nhiều cách bố trí chiếu sáng khác nhau. Giải pháp chiếu sáng cần lựa chọn cho nguồn sáng chất lượng cao, hiệu suất cao, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường. Các tiêu chuẩn chiếu sáng trong nhà hàng hiện nay là có tiêu chuẩn Việt Nam 7114/2008 Ergonomy chiếu sáng vùng làm việc. Tiếp theo là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn Việt Nam 09/2013. Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả, sử dụng nguồn sáng có dây nhiệt độ màu rộng và có chỉ số hoàn màu cao, đèn LED siêu sáng. Không gian chiếu sáng phải đảm bảo các tiêu chí chất lượng chiếu sáng như đảm bảo độ đồng đều trong không gian, hạn chế chói lóa. Ngoài ra còn đảm bảo các vấn đề về thẩm mỹ cho công trình. Hệ thống chiếu sáng điều khiển hoạt động linh hoạt cho các mục đích sử dụng khác nhau trong không gian. Đây là tiêu chuẩn chất lượng chiếu sáng theo tiêu chuẩn Việt Nam 7114/2008. Về nhà hàng, phòng ăn, phòng chức năng thì độ rọi yêu cầu phải lớn hơn hoặc bằng 200 lux. Chỉ số hoàn màu tối thiểu là lớn hơn 80. Về phòng họp là độ rọi sẽ lớn hơn 500 lux và chỉ số hoàn màu tối thiểu sẽ lớn hơn hoặc bằng 80. Bàn tiếp tân, thu ngân, khu vực để hành lý cần khuân vác, độ rọi sẽ lớn hơn hoặc bằng 300. Chỉ số hoàn màu tối thiểu lớn hơn hoặc bằng 80. Về nhà bếp thì độ rọi yêu cầu sẽ lớn hơn hoặc bằng 500 lux. Chỉ số hoàn màu tối thiểu là lớn hơn hoặc bằng 80. Hành lang sẽ có độ rọi lớn hơn hoặc bằng 100 lux. Chỉ số hoàn màu tối thiểu lớn hơn hoặc bằng 80. Nhà vệ sinh, rửa mặt thì độ rọi yêu cầu sẽ lớn hơn hoặc bằng 200 lux. Chỉ số hoàn màu tối thiểu là lớn hơn 80. Và cuối cùng về tầng hầm khu vực để xe thì độ rọi sẽ lớn hơn 75 lux. Chỉ số hoàn màu tối thiểu là 40. Tiếp đến là giải pháp chiếu sáng trong từng không gian trong nhà hàng. Đầu tiên là giải pháp chiếu sáng tại quầy lễ tân tiền sảnh. Chiếu sáng tại khu vực tiếp tân, thu ngân giúp cho khách hàng có cảm giác thoải mái và thân thiện. Ngoài ra, chiếu sáng trong khu vực này còn phải đảm bảo cho các hoạt động giao dịch trên máy tính như đặt phòng, thu ngân, hướng dẫn khách. Và yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật cho bề mặt này là độ rọi trên bề mặt làm việc phải lớn hơn bằng 300 lux. Chỉ số hoàn màu là phải lớn hơn bằng 80. Độ đồng đều sẽ lớn hơn bằng 0.7. Giải pháp chiếu sáng là sẽ chiếu sáng chung kết hợp với sáng cục bộ, sử dụng các bộ đèn chiếu sáng trực tiếp. Tiếp đến là giải pháp chiếu sáng trong hành lang.
chiếu sáng trong hành lang cầu thang cho các nhà hàng khách sạn cung cấp ánh sáng cho việc di chuyển an toàn và nhanh chóng. Đối với các hành lang có trần cao thì nên sử dụng các bộ đèn có công suất cao, chiếu sáng trực tiếp đem lại sự đơn giản mà lại hiệu quả cao. Về yêu cầu chỉ tiêu chất lượng chiếu sáng cho bề mặt này là độ lõi trên bề mặt làm việc này phải lớn hơn hoặc bằng 100 lux, chỉ số hàng màu sẽ lớn hơn bằng 80. Giải pháp chiếu sáng cho hành lang và cầu thang là sẽ sử dụng chiếu sáng chung, sử dụng các bộ đèn chiếu sáng trực tiếp, sử dụng đèn chiếu sáng khẩn cấp và thoát hiểm. Tiếp đến là giải pháp chiếu sáng cho phòng họp. Chiếu sáng cho phòng họp trong nhà hàng, khách sạn phải đảm bảo chất lượng chiếu sáng cho các hoạt động hội nghị, sự kiện và tạo ra sự trang trọng thẩm mỹ cho không gian. Đối với không gian này thì nên lựa chọn các bộ đèn có chỉ số truyền màu cao, màu sắc ánh sáng phải phù hợp nhằm tạo ra phong cách riêng cho không gian. Thiết bị sử dụng có hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng. Hệ thống chiếu sáng được điều khiển thông minh linh hoạt cho các hoạt động trình chiếu sự kiện. Yêu cầu chi tiêu kỹ thuật cho bề mặt này, yêu cầu độ lõi bề mặt làm việc phải lớn hơn bằng 500 lux, chỉ số hàng màu sẽ lớn hơn bằng 80 và độ đồng đều nó sẽ lớn hơn bằng 0,7. Giải pháp chiếu sáng thì sẽ chiếu sáng chung hoặc chiếu sáng hỗn hợp, sử dụng các bộ đèn chiếu sáng trực tiếp, sử dụng các bộ đèn thoát hiểm và khẩn cấp. Tiếp đến là giải pháp chiếu sáng trong phòng ăn, phòng chức năng. Chiếu sáng nhà hàng, phòng ăn, phòng chức năng vừa phải đảm bảo chất lượng chiếu sáng mà còn phải đảm bảo tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn cho không gian. Đối với các không gian này thì ta nên lựa chọn các bộ đèn có chỉ số truyền màu cao, màu sắc ánh sáng phù hợp sẽ nhằm tạo ra được phong cách riêng cho không gian, tạo không khí ấm cúng cũng như làm cho màu sắc thức ăn trở nên hấp dẫn, bắt mắt khách hàng. Yêu cầu chi tiêu kỹ thuật cho bề mặt này là độ lõi làm việc phải lớn hơn bằng 200 lux, chỉ số hàng màu sẽ lớn hơn bằng 80, độ đồng đều sẽ lớn hơn bằng 0,7. Giải pháp chiếu sáng là chiếu sáng chung, sử dụng các bộ đèn chiếu sáng trực tiếp, chiếu sáng cục bộ để trang trí tạo điểm nhấn cho các không gian. Tiếp đến là giải pháp chiếu sáng trong phòng bếp. Chiếu sáng nhà bếp của nhà hàng và khách sạn phải đảm bảo chất lượng chiếu sáng cho các hoạt động cường độ cao ở khu vực này. Đối với khu vực này nên lựa chọn các bộ đèn có chỉ số truyền màu cao và màu sắc phù hợp. Đối với các tủ, kệ bếp và khu vực chế biến có thể bố trí các bộ đèn với chiếu sáng cục bộ. Thiết bị sử dụng có hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng. Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật cho bề mặt này là độ lõi bề mặt làm việc phải lớn hơn hoặc bằng 500 lux, chỉ số hàng màu sẽ lớn hơn hoặc bằng 80, độ đồng đều sẽ lớn hơn hoặc bằng 0,7. Giải pháp chiếu sáng là chiếu sáng chung, sử dụng cái bộ đèn chiếu sáng trực tiếp. Tiếp đến là giải pháp chiếu sáng cho tầng hầm, khu vực đỗ xe. Chiếu sáng tầng hầm cung cấp đủ độ sáng cho các hoạt động, đảm bảo lưu thông an toàn. Thiết bị chiếu sáng sử dụng có thể đáp ứng một số điều kiện đặc biệt, chống thấm, chống ẩm. Yêu cầu chỉ tiêu chất lượng chiếu sáng cho bề mặt này là độ lõi trên bề mặt làm việc lớn hơn bằng 75 lux. Giải pháp chiếu sáng cho hầm khu vực để xe là chiếu sáng chung, sử dụng các bộ đèn chiếu sáng trực tiếp. Các bộ đèn có thể sử dụng như đèn LED nhà xưởng, sử dụng đèn chiếu sáng khẩn cấp và thoát hiểm. Cuối cùng là giải pháp chiếu sáng cho sân vườn của nhà hàng. Đối với những nhà hàng, khách sạn có không gian sân vườn rộng hay các nhà hàng dạng ngoài trời, việc chiếu sáng và trang trí cho sân vườn là một điều rất quan trọng. Không những có tác dụng chiếu sáng mà nó còn có tác dụng tạo điểm nhấn, tạo một không gian khác biệt, tạo ấn tượng và nó thu hút khách hàng. Ánh sáng sẽ được đặt dọc đường đi và đặt ở các bậc thang nhằm chỉ rõ lối đi an toàn, tránh được những chướng ngại vật để tránh xảy ra những tai nạn ngoài sân vườn vào buổi tối. Nên đặt thêm những bóng đèn LED âm đất vào chỗ không đủ sáng. Tiếp sau đây là một số hình ảnh thực tế về thiết kế chiếu sáng tại công trình nhà hàng. Vì đầu tiên thì chúng ta sẽ phân loại nhà hàng theo 3 cấp. Đó đầu tiên đó là nhà hàng bình dân, là có ăn nhỏ, các quầy di động trên phố. Thứ hai là các nhà hàng trung và cao cấp. Thứ ba là các nhà hàng rất sang trọng. Đầu tiên về các nhà hàng bình dân, các quán ăn nhỏ thì chủ yếu phục vụ cho thực khách là dân lao động phổ thông, sinh viên, nên việc thiết kế chiếu sáng ở đây còn rất nhiều hạn chế. Các nhà hàng bình dân thường không quá chú trọng vào việc thiết kế chiếu sáng. Các bóng đèn thường được treo thành dải nên chi phí đầu tư cho việc chiếu sáng không gian chưa cao. Các quán ăn này thường tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì ánh sáng nhân tạo. Tiếp đến là nhà hàng trung và cận cao cấp. Ở các nhà hàng mức trung và cận cao cấp hiện nay thì chủ yếu dành cho các tầng lớp, những người có thu nhập từ khá đến cao. Do đó những yêu cầu trong việc thiết kế cũng đòi hỏi ở đây một đẳng cấp cao hơn nhiều so với những nhà hàng bình dân. Việc thiết kế ánh sáng ở những nhà hàng này đòi hỏi phải cần một sự ấm cúng, nhưng phải sang trọng và tạo cảm giác gây ấn tượng cho thực khách ngay trong lần đầu tiên bước chân vào nhà hàng.
cuối cùng là nhà hàng cao cấp và xa xỉ sang trọng. Khi nói đến những nhà hàng cao cấp xa xỉ thì ngay lập tức có thể nghĩ đến ngay, đây là nơi dành cho những vị khách ở giới thượng lưu, những người có địa vị cao trong xã hội, nên việc thiết kế những nhà hàng này đòi hỏi cần phải có rất nhiều kinh nghiệm cho việc thiết kế chiếu sáng. Mức đầu tư cho việc thiết kế ở đây cũng rất là đắt đỏ, có thể lên đến hàng triệu đô la. Việc thiết kế chiếu sáng không những đòi hỏi sự ấp cúng sang trọng đẳng cấp mà nó còn tạo nên một tác phẩm nghệ thuật, nên mà những thực khách đến đây không thể rời mắt ngoài việc thưởng thức những món ăn tại đây. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang đến phần 2, đó là các loại đèn trong thiết kế chiếu sáng nhà hàng. Đầu tiên là tiêu chí chọn đèn cho việc thiết kế chiếu sáng tại nhà hàng. Đầu tiên đó là đèn LED panel, đây là loại LED có thiết kế dạng tấm lớn, khổ lớn, mỏng, sử dụng trong việc lắp đặt âm trần, nổi trần hoặc thả trần với ưu điểm hiệu suất sáng cao, tiết kiệm điện. Với ưu điểm và kiểu dáng thiết kế như trên thì đèn LED panel là sự thay thế hoàn hảo cho các loại máy đèn minh quang truyền thống với công suất từ 30W đến 100W. Có kết cấu đơn giản gồm có một chip LED có thể của Samsung, Osram, Nichia vân vân, và một bộ nguồn driver. Về thân vỏ thì thường sẽ được làm bằng khung viền kim loại, tấm tán quang, tấm dẫn sáng, tấm đáy. Chip LED sẽ được bố trí nằm bên trong hai bên của tấm dẫn sáng. Kế đến là bóng đèn tiếp LED. Đây là loại đèn dạng ống có nguồn sáng là kết hợp từ nhiều loại chip LED liên kết với nhau trên một mặt in mỏng bằng nhôm. Hình dạng LED bên ngoài của đèn tiếp LED tương tự với đèn tiếp huỳnh quang truyền thống. Về phân loại thì chúng ta có loại đèn tiếp LED kính trong. Đây là loại LED kính trong. Bề mặt đèn được sử dụng một tấm mica trong suốt. Tiếp đến là tiếp LED kính mờ. Bề mặt đèn sẽ sử dụng tấm mica mờ giúp giảm ánh sáng phát ra, làm ánh sáng phát ra dịu nhẹ không gây chói mắt, thích hợp cho việc chiếu sáng dân dụng. Tiếp đến là đèn tiếp LED T5. Đèn tiếp LED T5 là loại đèn tiếp LED liền mảng có kích thước nhỏ, bóng và mảng liền với nhau, tạo thành một khối dễ lắp đặt. Tiếp đến là loại đèn tiếp LED T5. Đây là loại đèn tiếp LED có là liền mảng có kích thước nhỏ. Kích thước đường kính ống là 1,5875 cm. Bóng và mảng liền với nhau tạo thành một khối dễ lắp đặt. Tiếp đó là đèn tiếp LED T8. Đây là loại đèn tiếp LED T8 được sử dụng phổ biến nhất là máng rời, có thể lắp đặt với máng đèn huỳnh quang cũ, kích thước phổ biến là 60 và 1,2. Về cấu tạo thì sẽ sử dụng chip LED của các hãng như là SMD, Samsung, Osram và nguồn driver và mặt điện tử. Tiếp đến là đèn âm trần downlight. Đèn âm trần là loại đèn chiếu sáng chuyên sử dụng cho trần thạch cao hoặc trần gỗ, gắn lõm hoặc lồi trực tiếp vào trần nhà. Ánh sáng từ đèn LED sáng đều, có độ trong và chân thực, được đánh giá cao hơn hẳn so với hệ thống bóng đèn truyền thống, và nó cũng mang lại cho mình được thẩm mỹ cao và không chiếm diện tích không gian, tạo cho không gian cảm giác thoáng đãng hơn. Về cấu tạo thì sẽ có LED chip SMD, Samsung, Osram và Philips. Về vỏ thì đây là bộ phận có chức năng bảo vệ các chi tiết của đèn như chip LED, tấm panel, hướng sáng. Ngoài ra, vỏ đèn còn được góp phần lớn trong việc trang trí không gian nhờ những đường nét hoa văn độc đáo mà từng mẫu đèn có. Tiếp đến là driver. Tiếp theo đó là đèn ốp trần. Đèn ốp trần là một sản phẩm chiếu sáng indoor sử dụng nguồn sáng LED với các dòng sáng LED âm trần. Đèn LED ốp trần được sử dụng bằng cách ốp nổi trên bề mặt trần với khung màu viết, có công suất từ 6W đến 50W. Cấu tạo là có chip LED của các hãng SMD, Samsung, Osram của Philips và có bộ nguồn driver. Về thân vỏ, của LED ốp trần chủ yếu có hai quan trọng, đó là mặt đáy và cover. Mặt đáy có vai trò tản nhiệt và là nơi gắn hàn các linh kiện bên trong, còn cover thì giúp phân tán ánh sáng từ nguồn LED một cách đồng đều hơn. Tiếp theo đó là đèn chiếu điểm spotlight. Đèn spotlight là thiết bị chiếu sáng được sử dụng với mục đích tập trung ánh sáng tại một vị trí xác định với công suất phù hợp để làm nổi bật không gian và chiếu sáng được một cách tốt nhất. Thiết bị spotlight được đánh giá là thiết bị có tuổi thọ đèn cao nhất và phụ thuộc nhiều vào bộ phận tản nhiệt của đèn. Sử dụng đèn spotlight là đèn thiết bị chiếu sáng có khả năng tiết kiệm đến 80% chi phí điện năng và không phải bảo hành, nên có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tiếp đến là đèn kết hợp dây tóc.
đèn led dây tóc kết hợp nhiều kiểu dáng sợi đốt cổ điển với công nghệ tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng hiện đại cho ánh sáng vàng ấm, hoàn hảo cho buổi tối ấm cúng. Các nhà hàng thường sử dụng và lựa chọn phối hợp với các phương thức chiếu sáng khác nhau phù hợp với từng sự kiện mà họ phục vụ nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Tiếp đến là hộp đèn led. Hộp đèn led ngày nay càng được ưa chuộng do nổi bật những món ăn tiêu biểu của nhà hàng trên tường sử dụng hộp đèn led để biến đổi các dấu hiệu, hình ảnh và menu thông thường thành các hình ảnh chiếu sáng bắt mắt. Tiếp đến là đèn led lễ bàn. Có thể sử dụng những cây đèn led đặt trên bàn ăn. Bộ đèn này có thể điều khiển từ xa cho phép bạn chọn màu, chế độ màu động hoặc tĩnh và cài đặt hẹn giờ nếu bạn cần. Mỗi màu cần được đặt thành chế độ màu nhấp nháy liên tục hoặc màu sát đơn. Ngoài ra, hãy thử dùng bóng đèn trang trí màu trắng ấm tạo cảm giác ấm cúng cho bữa ăn của bạn. Tiếp đến là đèn tường. Đèn tường là loại đèn được thiết kế để gắn lên tường. Dưới hình dạng đèn sáng thắt, đèn tường sẽ giúp cho cung cấp ánh sáng cho tường và khu vực xung quanh chỗ lắp đèn. Đèn tường thường được bài trí ở các hành lang, dọc cầu thang hay nhà vệ sinh. So với công dụng chiếu sáng thì công dụng trang trí của đèn tường lại nổi bật hơn cả. Tiếp đến là đèn thả. Đèn thả hay còn gọi là đèn treo hay là đèn rơi. Đây là loại đèn được treo trên cao và thả rơi xuống. Do dây đèn thả rất dài nên yêu cầu độ cao của trần phải cách mặt nhiều và độ dài của dây cách mặt đất tối đa là 1,67m. Tính chất của đèn thả phù hợp để làm nguồn sáng hỗ trợ và nguồn sáng tạo điểm nhấn. Tiếp theo đó là đèn chùm. Với giá thành cao và phù hợp với những không gian xa hoa sang trọng quý phái, đèn chùm thích hợp để sử dụng cho các không gian rộng lớn có trần cao như khách sạn và các nhà hàng tiệc cưới, hội nghị. Với tính năng chiếu sáng mạnh, đèn chùm được sử dụng làm nguồn sáng môi trường xung quanh và thường được treo ở sảnh hành lang giúp nâng cao không gian của nhà hàng. Tiếp đến là dải đèn led. Dải đèn led rất dễ tạo dáng và kết dính với bề mặt của đồ vật. Chúng có đa dạng quang phổ của màu trắng cũng như các màu đơn RGB thay đổi màu, RGB cộng với màu trắng và màu trắng có thể điều chỉnh được. Bộ điều khiển từ xa có thể được sử dụng để điều chỉnh bất kỳ dải sáng nào theo nhu cầu và mong muốn của người sử dụng. Cuối cùng đó là đèn bulb hay còn gọi là đèn led bulb. Đây là loại đèn có thiết kế kiểu trụ đứng, phần bóng bo tròn và có đuôi xoáy giống như là đèn sợi đốt truyền thống. Chúng được cấu tạo từ nhiều chiếc led và được xếp cạnh nhau trên đuôi đèn. Các chiếc led này sẽ phân bố đều trên bề mặt đèn. Đây là loại sản phẩm đèn chiếu sáng được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong những năm gần đây, dần thay thế bóng đèn sợi tóc, bóng đèn compact, đèn hình quang. Thường có hai loại đó là đèn bulb tròn và đèn bulb trụ. Và tiếp sau đây, bạn Nguyên sẽ nói về phần 3, phần thiết kế chiếu sáng cho công trình nhà hàng Hanilau. Mình xin giới thiệu về phần 3.1, giới thiệu về phần mềm Deloc Evo. Deloc là phần mềm thiết kế chiếu sáng độc lập do công ty Deo của Đức phát triển và cung cấp miễn phí cho người có nhu cầu. Deloc tính toán ánh sáng theo tiêu chuẩn châu Âu như N12464, CN8995. Một trong những ưu điểm của phần mềm là cung cấp phương án lựa chọn bộ đèn, không chỉ đèn Deluxe mà còn có thể nhập bộ đèn từ các hãng khác nhau. Deluxe cũng cung cấp các thông số kỹ thuật chiếu sáng giúp chúng ta nhanh chóng thực hiện các phép tính hoặc cho phép mình sửa đổi chúng. Cho phép hỗ trợ các file bản vẽ AutoCAD có định dạng như DEF và DWG. Deloc cho phép chèn nhiều hạng mục khác nhau vào công trình như bàn ghế, TV, giường, gác lửng, cầu thang, v.v. Bên cạnh đó là thư viện tư liệu khá phong phú để áp dụng cho các hạng mục trong công trình, cũng như dễ dàng điều chỉnh các mặt bằng theo ý muốn. Tính toán chiếu sáng không gian đặc biệt như là trần xéo, tường xéo, các đồ vật, vật dụng trong phòng trong điều kiện không có ánh sáng tự nhiên. Ở phần 3.2 là các bước thiết kế phần mềm chiếu sáng Deloc Evo phiên bản 10 chấm. Bước đầu tiên là sau khi mở phần mềm Deloc Evo phiên bản 10 chấm lên
thì đây sẽ là giao diện của phần mềm. Nó sẽ cho các option để chúng ta có thể lựa chọn. Thì chúng ta lựa chọn là thêm vào bằng file cách, chọn import lan or fc để đưa file cách vào trong phần mềm develop. Ở bước thứ hai là chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra độ dài sau khi thêm phần file cách vào thì phần mềm sẽ xuất hiện cái bảng giao diện giống như thế này. Thì chúng ta sẽ làm theo từng bước, đầu tiên là chọn nét. Tiếp đến là chọn về đơn vị mm cho chính xác. Tiếp đến là chọn check length, kiểm tra độ dài. Sau khi chúng ta kiểm tra độ dài, phần nó sẽ hiển thị lên một cái bảng giống như thế này. Và sau đó sẽ chọn finish. Ở bước 3 thì chúng ta sẽ bắt đầu vẽ khu vực. Thì đầu tiên là chọn construction, sau đó chọn style và chọn Ram New Building để vẽ khu vực mà chúng ta cần vẽ. Ở bước 4 thì chúng ta sẽ vẽ từng căn phòng trong file cách của chúng ta. Có những căn phòng như thế nào thì chúng ta sẽ vẽ những căn phòng đó ra. Thì chọn Story and Building Construction. Sau đó chọn Ram New Room để vẽ một cái căn phòng mới có trong bản vẽ mặt bằng. Sau khi vẽ xong căn phòng thì các thông số về độ cao của trần và độ cao của nền sẽ hiện ra. Những thông số này chúng ta có thể thay đổi được về thay đổi như thế nào thì tùy phụ thuộc vào yêu cầu và hướng của chúng ta. Ở bước 6 là về vẽ thêm cửa ra vào và cửa sổ. Đầu tiên chúng ta chọn cũng trong phần construction về, sau đó chọn Apple Tool rồi chọn Ram New Apple Tool để vẽ hết cửa. Chúng ta sẽ chọn cửa sao cho nó phù hợp, hoặc là chúng ta có thể tải những cái cửa đấy trên mạng rồi đưa vào trong phần mềm thông qua Long Dining System File. Sau khi thêm cửa và hoặc là cửa sổ vào thì nó sẽ hiện lên một cái bảng về dimension để chúng ta có thể thay đổi về độ cao, độ rộng, chiều dài của cánh cửa sao cho phù hợp nhất. Ở trong bước 7 này, chúng ta sẽ nói về phần vẽ trần nhà. Ở trong phần mềm Develop, trần nhà có hai cách để vẽ. Cách thứ nhất là Insert Ceiling Into. Cách thứ hai là chọn Ram New Ceiling để vẽ trần nhà. Có hai sự khác nhau giữa hai cách chọn. Insert Ceiling Into là cách thêm tự động vào trong căn phòng của chúng ta. Còn Ram New Ceiling đó là cái cách vẽ thủ công và trần nhà sẽ được vẽ theo ý mà chúng ta muốn. Ở bước 8 thì về output, như các em thấy trong hình vẽ này có một cái TV. Nhưng mà để cho TV được nằm sâu vô như ở bên trong bức tường thì chúng ta sẽ dùng output. Thì cũng như vậy, chọn construction, chọn output, sau đó chọn restore the output. Chúng ta sẽ vẽ bằng hình ảnh 3D. Sau đấy chỉnh các thông số đúng theo mà ý chúng ta mong muốn. Ở bước 9 là về thêm nội thất. Thì cũng trong phần construction, chúng ta chọn filter and option để mà thêm nội thất vào. Nội thất này có thể lấy mặc định ở trong phần mềm Deluxe có sẵn hoặc là tải ở trên mạng xuống. Có rất nhiều trang mạng để chúng ta có thể tải và có thể hoặc là thể chúng ta tự vẽ thông qua phần mềm khác là tên là SketchUp để mà vẽ lại. Rồi sau khi đưa nội thất vào, chúng ta sẽ chỉnh lại các thông số của nó qua cái bảng này, hoặc là nhấn chuột phải chọn Row hoặc là Scale để mà chỉnh các thông số sao cho nó phù hợp với căn phòng hoặc là cái hướng của nội thất nó phù hợp với căn phòng. Sau khi hoàn thành bước chính, đến với bước thứ 10 chính là tô màu vật thể. Ở bước này cũng vẫn là phần construction, chọn material
để mà chọn màu thì phần mềm Deluxe có hỗ trợ chúng ta sẵn một số loại màu, nhưng mà nếu cái màu của phần mềm Deluxe nó không có loại màu chúng ta cần, chúng ta có thể tra mã màu và lên trên mạng tải về rồi thêm vào ở trong phần Career to Material để mà thêm một cái phần màu mới vào trong phần mềm Deluxe. Sau khi thông qua các bước như là vẽ khu vực, vẽ phòng, thêm vật thể, tô màu, vẽ cửa, thì chúng ta đến với bước là bắt đầu về chiếu sáng. Chúng ta sẽ thêm đèn vào. Chúng ta chọn phần Light, sẽ chọn phần Luminate để mà thêm đèn vào. Thêm đèn phần mềm Deluxe có nhiều cách. Thì có thể là tải các file trên mạng về và thêm vào bằng import file, hoặc là tải thông qua là add file vào phần mềm Deluxe. Sau khi thêm vào, chúng ta có thể thay đổi chỉ số màu của nó sao cho phù hợp với văn phòng. Ở bước 12 là về mặt phẳng chiếu sáng. Đầu tiên chúng ta chọn phần lập ta line, sau đó chọn space để đầu, thì đây chính là phần để vẽ các mặt phẳng chiếu sáng. Hoặc là tiếp đến chúng ta sẽ chọn edit và chọn các thông số tiêu chuẩn. Phần mềm Deluxe này có hỗ trợ cho chúng ta một số tiêu chuẩn, hoặc là chúng ta có thể tự thay đổi tiêu chuẩn sao cho nó phù hợp. Và sau khi chọn xong tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ chọn đến là độ cao của mặt phẳng chiếu sáng. Ở bước 13, sau khi đã hoàn thành các việc như trên thì đến với bước tính toán. Phần mềm Deluxe có hai cách tính toán. Cách thứ nhất là tính toán standard, tính toán tiêu chuẩn. Cách thứ hai là tính toán nhanh. Tính toán standard thì bao gồm tất cả các loại, sẽ tính tổng hết tất cả các căn phòng, các mặt phẳng chiếu sáng và tính luôn cả ánh sáng ngày. Còn tính nhanh thì sẽ phù hợp với việc là một công trình lớn thì chúng ta cần tính một căn phòng, nhưng mà độ chính xác của nó sẽ không có cao bởi vì nó không có tính toán đầy đủ như là tính toán các yếu tố bên ngoài như là ánh sáng ban ngày, vân vân. Kính chào thầy và các bạn, em tên là Sơn Lộc. Em sẽ tiếp tục bài báo cáo của nhóm. Thì ở 3 phần đầu tiên thì chúng ta đã tìm hiểu về tổng quan về hệ thống chiếu sáng trong nhà hàng. Các loại đèn thường được sử dụng trong thiết kế chiếu sáng nhà hàng. Giới thiệu về phần mềm Deluxe và các bước để thiết kế trên phần mềm Deluxe. Thì bây giờ nhóm chúng em sẽ đi vào thiết kế chiếu sáng cho một dự án nhà hàng thực tế. Thì dự án mà chúng em chọn để thiết kế là dự án nhà hàng Hanilao. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu về nhà hàng Hanilao. Thì nhà hàng Hanilao là chuỗi nhà hàng lẩu được thành lập từ năm 1994 tại thành phố Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên, chuyên phục vụ trực tiếp các tỉnh thành lớn, tích hợp đặc trưng của lẩu từ khắp nơi trên thế giới. Người sáng lập ra chuỗi nhà hàng Hanilao là Trương Dũng, sinh năm 1970. Hiện nay thì Hanilao đã mở được 466 chi nhánh, được quản lý trực tiếp trên toàn thế giới và phát triển với tốc độ hàng năm từ 5 đến 7 cửa hàng. Thì tại Việt Nam, chuỗi nhà hàng Hanilao có nhiều chi nhánh đặt tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Thì đây là chi nhánh Hanilao tại Vincom Đồng Khởi, thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Hanilao tại Vincom Phạm Ngọc Thạch, thủ đô Hà Nội, và chi nhánh Hanilao tại Landmark 81, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và còn nhiều chi nhánh khác. Đây là một số hình ảnh của nhà hàng Hanilao. Ở bên tay trái là hình ảnh lối vào nhà hàng Hanilao, còn ở bên tay phải là hình ảnh các dãy bàn ăn tại nhà hàng Hanilao. Thì em sẽ giới thiệu sơ qua về cái dự án thiết kế hệ thống chiếu sáng cho nhà hàng Hanilao Vincom Phan Văn Trị. Thì Hanilao Vincom Phan Văn Trị tọa lạc tại chính
Vincom Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Với diện tích là 800 m² và với khoảng 22 phòng chức năng. Thời gian làm việc của nhà hàng là từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối và lượng khách có thể phục vụ tại một thời điểm là 156 khách. Về phương án thiết kế thì đầu tiên là đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam ICVN 71141/2008 ergonomy về chiếu sáng vùng làm việc, về độ rọi trên bề mặt làm việc, độ đồng đều độ rọi, chỉ số hàn màu của ánh sáng. Thứ hai, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09/2013. Bộ xây dựng, các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả. Đáp ứng tiêu chuẩn này về mật độ công suất sử dụng và mức độ sử dụng năng lượng hiệu quả. Thứ ba, sử dụng các loại đèn đến từ thương hiệu Philips, Ranglite, Rạng Đông và nhiều thương hiệu uy tín trên thế giới. Sử dụng nguồn sáng có dẫn nhiệt độ màu rộng và có chỉ số hàn màu cao, đèn LED siêu sáng. Và cuối cùng là không gian chiếu sáng phải đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng chiếu sáng như đảm bảo độ đồng đều trong không gian, hạn chế chói lóa. Ngoài ra còn đảm bảo các vấn đề về thẩm mỹ cho công trình, hệ thống chiếu sáng điều khiển linh hoạt cho các mục đích sử dụng khác nhau trong không gian. Tiếp theo là về tiêu chuẩn. Thì ở đây là nhà chúng em sử dụng tiêu chuẩn TCVN 71141/2008 ergonomy chiếu sáng vùng làm việc và độ rọi trên bề mặt làm việc, độ đồng đều độ rọi, chỉ số hàn màu của ánh sáng. Thì đây là bảng độ rọi có trong tiêu chuẩn TCVN 71141/2008. Ở phòng tiếp tân cũng như là quầy thu ngân thì độ rọi yêu cầu tối thiểu là phải lớn hơn hoặc bằng 300 lứt. Giới hạn hệ số chói lóa đồng nhất là 22 và chỉ số hàn màu phải lớn hơn hoặc bằng 80. Ở phòng bếp và một số phòng chức năng khác thì độ rọi tối thiểu phải là lớn hơn hoặc bằng 500 lứt. Giới hạn hệ số chói lóa là 22 và chỉ số hàn màu phải lớn hơn hoặc bằng 80. Ở phòng ăn thì độ rọi tối thiểu phải đạt được là lớn hơn hoặc bằng 200 lứt. Giới hạn hệ số chói lóa là 22 và chỉ số hàn màu phải lớn hơn hoặc bằng 80. Ở phòng trẻ em thì độ rọi tối thiểu yêu cầu là phải lớn hơn hoặc bằng 300. Giới hạn hệ số chói lóa là 22 và chỉ số hàn màu phải lớn hơn hoặc bằng 80. Ở phòng tủ điện thì do đây là tính chất là phòng kỹ thuật và ít có người sử dụng phòng này, và phòng này chỉ được sử dụng khi sửa chữa hay là đóng ngắt nguồn điện, thì độ rọi yêu cầu cho khu vực này là phải lớn hơn hoặc bằng 200. Giới hạn hệ số chói lóa đồng nhất là 25 và chỉ số hàn màu phải lớn hơn hoặc bằng 80. Tiếp đến là phòng điều khiển, thì do đây là phòng kỹ thuật cho nên độ rọi yêu cầu ở đây phải đạt tối thiểu là lớn hơn hoặc bằng 500. Giới hạn hệ số chói lóa đồng nhất là 16 và chỉ số hàn màu phải lớn hơn hoặc bằng 80. Ở phòng cắt và phân loại rau củ quả thì độ rọi yêu cầu là phải lớn hơn hoặc bằng 300. Giới hạn hệ số chói lóa đồng nhất là 25 và chỉ số hàn màu phải lớn hơn hoặc bằng 80. Ở kho lạnh thì độ rọi tối thiểu yêu cầu là 100 lứt. À, nhưng mà nếu trong điều kiện mà làm việc thường xuyên thì độ rộng yêu cầu phải đạt được là lớn hơn hoặc bằng 200 lứt. Về giới hạn hệ số chói lóa đồng nhất là 25 và chỉ số hàn màu phải lớn hơn hoặc bằng 60. Ở phòng vệ sinh thì độ rộng yêu cầu là phải lớn hơn hoặc bằng 200 lứt. Giới hạn hệ số chói lóa đồng nhất là 25 và chỉ số hàn màu phải lớn hơn hoặc bằng 80. Ở phòng rác thì độ rộng yêu cầu là 100 lứt. Giới hạn hệ số chói lóa đồng nhất là 25 và chỉ số hàn màu lớn hơn hoặc bằng 80. Tiếp đến là lựa chọn bộ đèn. Thì để thiết kế chiếu sáng cho công trình nhà hàng Hanila Vincom Phan Văn Trị, do đây là nhà hàng với nhiều phòng chức năng cho nên nhóm chúng em cũng kết hợp sử dụng nhiều loại đèn khác nhau để tạo không gian trở nên sinh động
bởi đẹp mắt. Thì loại đèn đầu tiên nhóm chúng em sử dụng là loại đèn LED panel đến từ thương hiệu Philips với mã code là RC 342B, LED 36S sạc 940 BSD, W62L62 VVC MLO BIB. Thì loại đèn này sẽ được sử dụng tại phòng bếp, phòng trái cây, phòng điều khiển và phòng chế biến thực phẩm tươi sống và phòng nhân viên. Thì đây là thông số kỹ thuật của LED panel. Thì quang thông là 3600 lumen. Hiệu suất chiếu sáng là 97.5 lumen trên watt. Nhiệt độ màu là 4000K và chỉ số hàn màu là lớn hơn bằng 90 và tiêu thụ công suất là 37W. Tiếp đến là LED downlight đến từ thương hiệu Philips với mã code là DN471T, LED 30S sạc 840 BSU EC WHB. Thì loại đèn này sử dụng tại phòng ăn, phòng trẻ em, phòng vệ sinh, phòng thu ngân, phòng tiếp tân và phòng nail. Thì đây là thông số kỹ thuật của đèn LED downlight. Quang thông là 2900 lumen, hiệu suất chiếu sáng là 123 lumen trên watt. Nhiệt độ màu là 4000K, chỉ số hàn màu là lớn hơn 80 và tiêu thụ công suất là 23.5W. Tiếp đến cũng là một đèn LED downlight khác. Thì đèn LED downlight này có mã code là DN145B, LED 20S sạc 830 BSU IIWS, được dùng tại phòng ăn, phòng trẻ em, phòng vệ sinh, phòng tiếp tân và quầy thu ngân. Thì đây là thông số kỹ thuật với quang thông là khoảng 2100 lumen, hiệu suất chiếu sáng là 100 lumen trên watt, nhiệt độ màu là 3000K, chỉ số hàn màu là lớn hơn 80 và tiêu thụ công suất là 21W. Tiếp đến còn là một đèn LED downlight, nhưng mà đèn LED này đến từ thương hiệu Ranglight. Thì mã code của đèn LED này là RF 317 D40 L09 GT 00 W. Thì đèn LED này được sử dụng tại phòng ăn, ở đây là phòng VIP. Đây là thông số kỹ thuật của đèn, là với quang thông là 659 lumen, hiệu suất chiếu sáng là 84 lumen trên watt, chỉ số hàn màu là 80, nhiệt độ màu là 3000K và tiêu thụ công suất là 7.8W. Tiếp đến là đèn spotlight hay còn gọi là đèn chiếu điểm. Thì đèn này đến từ thương hiệu Philips với mã code là RS 140B LED 1236 840 BSR I6WH. Thì đèn spotlight này được sử dụng tại phòng ăn với thông số kỹ thuật như sau: quang thông là 1200 lumen, hiệu suất chiếu sáng là 82 lumen trên watt, nhiệt độ màu là 4000K, chỉ số hàn màu là 85 và tiêu thụ công suất là 15W. Tiếp đến là led tube. Thì led tube đến từ thương hiệu Philips với mã code là BN132C LED 6S sạc 840 BSU L600. Thì đèn led tube này được sử dụng tại phòng vệ sinh, quầy thu ngân, phòng tiếp tân và phòng nail. Đây là thông số kỹ thuật của đèn, với quang thông là 650 lumen, hiệu suất chiếu sáng là 93 lumen trên watt, nhiệt độ màu là 4000K, chỉ số hàn màu là lớn hơn là bằng 80 và tiêu thụ công suất là 7W. Tiếp đến còn là một led tube khác cũng đến từ thương hiệu Philips với mã code là BN132C LED 9S sạc 840 BSU L900, được sử dụng tại phòng chế biến thực phẩm tươi sống, phòng quản lý cũng như là phòng vệ sinh. Thì đây là thông số kỹ thuật của đèn với quang thông là 950 lumen, hiệu suất chiếu sáng là 95 lumen trên watt, nhiệt độ màu là 4000K và chỉ số hàn màu là lớn hơn là bằng 80 và tiêu thụ công suất là 10W. Tiếp đến có là một laptop khác. Thì laptop này đến từ thương hiệu Philips với mã code là BN132C LED 12S sạc 830 BSU L1200, thì được sử dụng tại phòng chế biến thực phẩm tươi sống, phòng quản lý và phòng vệ sinh. Đây là thông số kỹ thuật của đèn, quang thông là 1250 lumen, hiệu suất chiếu sáng là 89 lumen trên watt, nhiệt độ màu là 3000K và chỉ số hàn màu là 99.
Tiếp đến còn là một laptop khác đến từ thương hiệu Philips với mã code là BN12C LED PS740 BSUL 300, được sử dụng tại phòng chế biến thực phẩm tươi sống, phòng quản lý và phòng vệ sinh. Về thông số kỹ thuật của đèn, quang thông là 350 lumen, hiệu suất chiếu sáng là 88 lumen trên watt, nhiệt độ màu là 4000K, chỉ số hàn màu lớn hơn hoặc bằng 80 và tiếp tục công suất là 4W. Tiếp đến là đèn tùm. Thì đèn tùm này đến từ thương hiệu Ringlight với mã code là CHARISMAFL2106. Thì đèn tùm này được sử dụng tại phòng ăn. Ở đây là phòng VIP với quang thông là từ 2820 đến 4836 lumen, công suất tiêu thụ từ 36 đến 60W. Đây là hình ảnh mô phỏng dự án nhà hàng Hanilao mà nhóm chúng em mới thiết kế. Thì màu sắc đèn mà nhóm chúng em sử dụng chủ đạo cho nhà hàng thì gồm có hai màu chủ đạo là màu vàng và màu trắng. Thì màu vàng đây nhiệt độ màu sử dụng là 3000K và 3300K, và màu trắng là 4000K. Thì với màu trắng thì ánh sáng trắng thì nhóm chúng em sẽ sử dụng cho phòng bếp, phòng điều khiển cũng như là phòng tủ điện, và ánh sáng vàng thì nhóm chúng em sử dụng cho phòng ăn, phòng nghỉ, phòng tiếp tân, quầy thu ngân cũng như cho phòng trẻ em và một số phòng chức năng khác. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phòng lễ tân. Thì đối với quầy lễ tân thì đây là không gian quan trọng nhất tạo nên ấn tượng ban đầu đối với khách hàng. Quầy lễ tân đủ sáng, cuốn hút và tạo được cảm giác ấm cúng sẽ tạo nên niềm tin và sự hài lòng của khách hàng. Do đó mà nhóm quyết định lựa chọn các đèn có nhiệt độ màu là 3000K cho ánh sáng vàng, cho ánh sáng màu vàng tạo cảm giác ấm cúng và ấn tượng cho khách hàng. Thì đây là một số hình ảnh để chiếu sáng cho phòng lễ tân. Đây là hình ảnh phân bố độ rọi. Thì mặt phẳng làm việc nhà chúng em lựa chọn là 0.8m, nhiệt độ màu màu vàng là 3000K, các loại đèn sử dụng là 6 led downlight Philips 21W. Còn đây là kết quả mà phần mềm Dilux đã mô phỏng được. Mục tiêu đặt ra khi thiết kế chiếu sáng cho phòng tiếp tân là phải lớn hơn hoặc bằng 300 lux. Thì phần mềm đã tính toán được là 368 lux như vậy đã đạt yêu cầu. Và mật độ phân bố chiếu sáng là 7.59W trên 1m². Tiếp đến là phòng ăn. Thì chiếu sáng nhà hàng, đối với chiếu sáng nhà hàng thì phòng ăn phải đảm bảo tinh tế ấm cúng, gợi cảm giác ngon miệng cho thực khách. Do đó mà tiêu chuẩn ánh sáng của phòng ăn cần phải đảm bảo chỉ số hàn màu cao, nhìn độ màu phù hợp để món ăn thêm phần hấp dẫn hơn, đồng thời là đảm bảo cho không gian phòng ăn trở nên một cách dễ chịu nhất. Do đó mà cũng giống như quầy lễ tân, nó cũng chọn những loại đèn chất lượng tốt nhất với nhiệt độ màu là 3000K cho ánh sáng vàng mang lại cảm giác tinh tế và cũng không thiếu sự ấm cúng cho những khách hàng tới đây. Thì đây là hình chiếu sáng tại phòng ăn số 1. Thì cũng tương tự như phòng ăn số 1, phòng ăn số 2 cũng được thiết kế sao cho mang lại cảm giác tinh tế nhất nhưng cũng không kém phần ấm cúng sang trọng và tạo một cảm giác ấn tượng cho những khách hàng hay những gia đình lần đầu hay đã nhiều lần đến đây. Những loại đèn được sử dụng cũng là những loại đèn được sử dụng cho phòng ăn 1 với nhiệt độ màu là 3000K cho ánh sáng màu vàng. Thì đây là hình ảnh chiếu sáng của phòng ăn số 2. Đây là hình ảnh phân bố độ rọi của phòng ăn số 1 và phòng ăn số 2. Thì mặt phẳng làm việc thì nhớ chúng em chọn bằng với mặt phẳng bàn ăn. Đây là 0.8m, nhiệt độ màu sử dụng là màu vàng là 3000K, các đèn sử dụng là 57 led downlight Philips 21W
và kết hợp với 25 đèn spotlight 15W. Đây là kết quả mà phần mềm đi lất tính toán được. Mục tiêu đặt ra là lớn hơn hoặc bằng 200 lất, và phần mềm được tính toán được là 226 lất. Như vậy đã đạt được yêu cầu và mật độ phân vô chiếu sáng là 367W trên 1 m². Thì tại nhà hàng Galileo, ngoài phòng ăn số 1, số 2 thì còn 3 phòng ăn khác, đó là phòng VIP 1, phòng VIP 2, phòng VIP số 3. Đây là những phòng ăn dành cho gia đình và dành cho những người có mức thu nhập cao. Sau đó, ngoài việc thiết kế chiếu sáng cho những khu vực phòng ăn này, ngoài việc tạo cảm giác ấm cúng, thì yếu tố riêng tư cũng cần phải cân nhắc đến. Do đó mà nhóm quyết định sử dụng loại đèn chùm đến từ thương hiệu Ranglight, một thương hiệu đèn vô cùng nổi tiếng, kết hợp với những đèn LED downlight cũng đến từ thương hiệu Ranglight, để mang lại cảm giác ấm cúng, sang trọng, tinh tế, riêng tư và ấm áp. Thì đây là hình ảnh chiếu sáng cho phòng VIP số 1. Đây là hình ảnh phân bố độ rọi. Thì tại phòng VIP số 1, mặt phẳng làm việc nhóm chúng em lựa chọn là 0.8 m, nhiệt độ màu là màu vàng là 3000K. Các loại đèn sử dụng là một đèn chùm Ranglight 36W và 7 đèn LED downlight Ranglight 7.8W. Đây là kết quả của phần mềm đi lất và tính toán được. Thì mục tiêu đặt ra cũng giống như phòng tại phòng ăn số 1, số 2, tối thiểu là phải lớn hơn hoặc bằng 200 lất. Phần mềm đi lất đã tính toán được là 212 lất, như vậy đã đạt yêu cầu. Và mật độ phân bố chiếu sáng là 4.81W 1 m². Thì cũng tương tự như phòng VIP số 1, thì việc thiết kế chiếu sáng cho phòng VIP số 2 cũng là sự kết hợp với đèn chùm và đèn downlight đến từ thương hiệu Ranglight để mang lại một cảm giác tinh tế và sang trọng, nhưng cũng không thiếu phần ấm cúng riêng tư cho những thực khách hay những gia đình lần đầu tiên đến đây. Đây là hình ảnh thiết kế chiếu sáng cho phòng VIP số 2. Đây là hình ảnh phân bố độ rọi ở phòng VIP số 2. Mặt phẳng làm việc là 0.8 m, nhiệt độ màu sử dụng là màu vàng là 3000K. Các loại đèn sử dụng là 2 đèn chùm Ranglight 36W và 8 LED downlight Ranglight 7.8W. Đây là kết quả mà phần mềm DLX Evo 10.0 đã tính toán được. Phần mềm đã tính toán được là 205 LED, như vậy đã đạt được yêu cầu là tối thiểu là 200 lát. Và mật độ phân bố chiếu sáng là 5.23W trên 1 m². Tiếp đến là phòng bếp. Thì phòng bếp tại phòng bếp tại hàng Galileo được chia làm 3 khu vực chính là khu nấu nướng, khu rửa chén dĩa, khu làm mì bún. Do đó, đây là nơi làm việc có cường độ cao, do đó mà nguồn sáng phải đảm bảo an toàn, tiện nghi và đủ cường độ ánh sáng. Do đó, nguồn sáng phải đảm bảo an toàn, tiện nghi. Đối với những khu vực chế biến món ăn, ánh sáng cần phải đảm bảo độ hàn màu trên 80, nhiệt độ màu phải phù hợp với món ăn chế biến. Chính vì thế mà nhóm đã khi thiết kế chiếu sáng cho phòng bếp thì đã lựa chọn những bóng đèn có chất lượng nhất. Ở đây là LED panel với hiệu suất chiếu sáng cao và nhiệt độ màu cao, cho ánh sáng trắng trung tính, giúp cho các đầu bếp có thể cảm nhận và chế biến ra những món ăn ngon nhất. Thì đây là hình ảnh chiếu sáng tại khu vực nấu nướng cho phòng bếp. Đây là hình ảnh thiết kế chiếu sáng tại phòng rửa chén dĩa tại phòng bếp. Và cuối cùng là phòng làm mì bún. Đây là hình ảnh phân bố độ rọi tại phòng bếp. Thì mặt phòng làm việc lựa chọn là 0.8 m, nhiệt độ màu sử dụng là màu trắng và 4000K. Và các loại đèn sử dụng là 23 LED panel Philips 37W. Thì đây là kết quả mà phần mềm đi lại Evo 10.0 tính toán được. Mục tiêu đặt ra khi thiết kế chiếu sáng cho phòng bếp là
phần mềm tối thiểu là lớn hơn hoặc bằng 500 lớp, và phần mềm biết lớp tinh tấn đều là 538 lớp, như vậy là đạt được yêu cầu. Và mật độ phân bố chiếu sáng là 9.6W trên mét vuông. Tiếp đến là phòng chế biến thực phẩm tươi sống. Thì phòng chế biến thực phẩm tươi sống tại nhà hàng Hadilao là nơi xử lý những thực phẩm còn sống như những loại cá, hải sản, thịt. Đây là những loại thực phẩm sống và chứa nhiều chất độc cho cơ thể người ăn nếu không được xử lý, chế biến một cách kỹ càng. Do đó, yêu cầu thiết kế chiếu sáng tại khu vực này cũng đòi hỏi một nguồn ánh sáng mạnh với độ rọi và chỉ số hàn màu cao. Chính vì vậy, nhóm cũng sử dụng những loại đèn tốt nhất trong khu vực này. Ở đây là LED panel để chế biến thực phẩm tại khu vực này luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và mang lại một cảm giác an toàn cho những khách hàng khi đến đây thưởng thức những món ăn. Đây là hình ảnh phân bố độ rọi tại phòng chế biến thực phẩm tươi sống. Thì mặt phẳng làm việc lựa chọn là 0.8m, nhiệt độ màu là màu trắng 4000K và các loại đèn sử dụng là 3 LED panel Philips 37W kết hợp 2 LED tuốc 10W. Đây là kết quả mà phần mềm DLS Evo 10.0 đã tính toán được. Mục tiêu đặt ra khi thiết kế chiếu sáng cho phòng chế biến thực phẩm tươi sống là tối thiểu là phải lớn hơn hoặc bằng 500 LED, và phần mềm đã tính toán được 518 LED, như vậy là đạt được yêu cầu. Và mật độ phân bố chiếu sáng là 9.54W trên 1m². Tiếp đến là kho lạnh. Thì kho lạnh là nơi được thiết kế với nhiệt độ thấp và ổn định để đảm bảo bảo quản hàng hóa một cách tốt nhất và lưu trữ một khối lượng hàng hóa lớn. Nhiệt độ kho lạnh thường dao động từ 0 đến 15 độ C, nên đòi hỏi loại đèn có khả năng chịu đựng những khắc nghiệt trong môi trường nhiệt độ thấp. Do đó, nó cũng chọn những loại đèn tốt nhất. Ở đây là LED panel với nhiệt độ màu là 5000, với nhiệt độ màu là 4000K, cho ánh sáng trung tính nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động xếp dỡ, vận chuyển, lưu trữ diễn ra thuận tiện. Đây là hình ảnh thiết kế chiếu sáng tại kho lạnh số 1. Đây là hình ảnh thiết kế chiếu sáng tại kho lạnh số 2. Đây là hình ảnh phân bố độ rọi tại kho lạnh số 1. Bề mặt phẳng làm việc là 0.6m. Nhiệt độ màu sử dụng là màu trắng trung tính là 4000K. Và các loại đèn sử dụng là 2 LED panel Philips 37W. Đây là kết quả tính toán tại kho lạnh số 1. Mục tiêu đặt ra khi thiết kế chiếu sáng cho kho lạnh số 1 là phải lớn hơn hoặc bằng 200 LED. Và phần mềm đã tính toán được là 231 LED. Như vậy là đạt được yêu cầu. Và mật độ phân bố chiếu sáng là 12.89W trên 1m². Tiếp đến là kho lạnh số 2. Thì đây là hình ảnh phân bố độ rọi. Mặt phẳng làm việc là 0.6m. Nhiệt độ màu sử dụng là màu trắng trung tính 4000K. Và các loại đèn sử dụng là 2 LED panel Philips 37W. Đây là kết quả tại kho lạnh số 2. Thì phần mềm LED đã tính toán được là 216 LED. Như vậy là cũng đạt được yêu cầu. Và mật độ phân bố chiếu sáng là 10.69W trên 1m². Thì tiếp đến là phòng trái cây. Thì cũng như phòng chế biến thực phẩm tươi sống, thì phòng trái cây chức năng chính là cắt và phân loại trái cây. Chính vì vậy, tiêu chí về an toàn thực phẩm cũng phải được lên hàng đầu. Do đó, về thiết kế chiếu sáng cũng ảnh hưởng rất nhiều. Ở đây, nó kết hợp giữa LED panel và LED downlight với nhiệt độ màu là 4000K. Cho ánh sáng trung tính nhằm đảm bảo cho việc cắt và phân loại trái cây trở nên chính xác cũng như đảm bảo những tiêu chí về an toàn thực phẩm. Đây là hình ảnh phân bố độ rọi tại phòng trái cây. Phòng làm việc lựa chọn là 0.8m. Nhiệt độ màu sử dụng là màu trắng trung tính là 4000K. Các loại đèn sử dụng là 2 LED panel Philips 37W kết hợp với 1 LED downlight 21W. Đây là kết quả phần mềm DLS tính đã được. Thì phần mềm LED tính toán được là 304 LED, như vậy đã đạt được yêu cầu. Và mật độ phân bố chiếu sáng là 13.45W trên 1m². Tiếp đến là phòng nhân viên. Thì phòng nhân viên là nơi mà những nhân viên trong nhà hàng sử dụng để ăn uống cũng như nghỉ ngơi, với tính chất là nơi để ăn uống. Do đó, về thiết kế chiếu sáng cho phòng này cũng không quá cực kỳ. Ở đây, nhóm sử dụng là đèn LED panel với nhiệt độ màu là 4000K,
ánh sáng trung tính để làm cho không gian trở nên rộng rãi và thông thoáng, và làm cho nhân viên cũng thoải mái hơn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nhìn đèn hình ảnh thiết kế chiếu sáng cho phòng ban nhân viên. Đây là hình ảnh phân bố độ rọi. Thì mặt phẳng làm việc lựa chọn là 0.7 m. Nhiệt độ màu sử dụng là màu trắng trung tính 4000K và các loại đèn sử dụng là màu LED panel Philips 37W. Đây là kết quả mà phần mềm Dialog Evo 10.0 đã tính toán được. Thì phần mềm Dialog Evo đã tính toán được là 226 LED, như vậy là đạt được yêu cầu. Đặt ra là lớn hơn hoặc bằng 200 LED và mật độ phân bố chiếu sáng là 4.78W trên 1 m². Là phòng quản lý, thì phòng quản lý là nơi quản lý của nhà hàng làm việc. Do đó khi thiết kế chiếu sáng cho phòng này thì nhóm kết hợp giữa LED downlight và LED tube với nhiệt độ màu là 3.300K cho ánh sáng vàng nhằm tạo cảm giác hưng phấn và tránh mỏi mắt khi làm việc của quản lý nhà hàng. Thì đây là hình ảnh thiết kế chiếu sáng cho phòng quản lý. Đây là hình ảnh phân bố độ rọi để phòng quản lý. Thì mặt phẳng làm việc là 0.8 m. Nhiệt độ màu sử dụng là màu vàng là 3.300K. Các loại này sử dụng là màu LED downlight Philips 23.5W và 2 LED tube Philips 14W. Đây là kết quả của phần mềm Dialog Evo 10.0 đã tính toán được. Mục tiêu đặt ra khi thiết kế chiếu sáng cho phòng quản lý là phải lớn hơn hoặc bằng 300 LED. Thì phần mềm Dialog đã tính toán được là 302 LED, như vậy đã được yêu cầu. Và hiệu suất phân bố chiếu sáng là 6.85W trên 1 m². Tiếp đến là phòng trẻ em. Thì phòng trẻ em trong nhà hàng Hanilao là nơi các em nhỏ có thể vào để vui chơi, do đó mà nhóm chọn nguồn sáng đến từ LED downlight với nhiệt độ màu là 3000K cho ánh sáng màu vàng để tạo cảm giác ấm cúng cũng như đẹp, làm cho các em nhỏ trở nên phấn khích và thoải mái nhất có thể. Thì đây là hình ảnh thiết kế chiếu sáng của phòng trẻ em. Thì ánh sáng chủ đạo tại phòng chị em là ánh sáng màu vàng, cũng giống như tại phòng ăn và phòng VIP. Đây là hình ảnh phân bố độ rọi phòng trẻ em. Thì mặt phẳng làm việc lựa chọn là 0 m. Nhiệt độ màu sử dụng là màu vàng là 3000K và các loại đèn sử dụng là 5 đèn LED downlight Philips là 23.5W. Đây là kết quả mà phần mềm Dialog Evo 10.0 đã tính toán được. Thì phần mềm đã tính toán được là 358 LED và đạt yêu cầu. So với mục tiêu đặt ra là phải lớn hơn hoặc bằng 300 LED. Và hiệu suất phân bố chiếu sáng là 8.27W trên 1 m². Tiếp đến là quầy thu ngân. Thì quầy thu ngân là nơi mà khách hàng thanh toán chi phí sau mỗi bữa ăn. Do đó các công việc ở phòng này đòi hỏi sự chính xác. Do đó mà do phòng thu ngân nằm ngay vị trí phòng ăn nên nhóm đã tận dụng và thiết kế chiếu sáng có cả phòng ăn lẫn phòng thu ngân, nhưng vẫn đảm bảo nguồn sáng ổn định cho các hoạt động tại phòng thu ngân diễn ra một cách thuận tiện và chính xác. Thì đây là kết quả mà phần mềm Dialog đã tính toán được cho phòng thu ngân. Thì kết quả mà phần mềm Dialog cho ra là 349 LED, như vậy là đạt được yêu cầu đặt ra là tối thiểu hoặc lớn hơn là bằng 300 LED. Tiếp đến là phòng giám sát. Thì phòng điều khiển giám sát là một trong những nơi quan trọng của nhà hàng, vì đây là nơi giám sát mọi hoạt động của mọi phòng ban trong nhà hàng. Do đó mà nguồn sáng ở đây luôn luôn ổn định và hiệu suất chiếu sáng phải lớn. Do đó mà nhóm cũng đã chọn những loại đèn tốt nhất là LED panel và LED downlight với nhiệt độ màu lớn là 4000K để đảm bảo cho các công việc ở đây luôn chính xác và tránh mỏi mắt cho những nhân viên làm việc tại đây. Đây là hình ảnh thiết kế chiếu sáng phòng điều khiển giám sát. Đây là hình ảnh phân bố độ rọi.
thì mặt phẳng làm việc mà nhóm lựa chọn là 0.8 m, nhiệt độ màu sử dụng là màu trắng trung tính là 4000K, và các loại đèn sử dụng là hai đèn LED panel Philips 37W kết hợp với hai LED downlight 21W. Đây là kết quả mà phần mềm Bilux đã tính toán được. Thì phần mềm đã tính toán được là 550 LUT. Như vậy là đạt được yêu cầu đặt ra là phải đạt được tối thiểu là phải lớn hơn hoặc bằng 500 LUT. Và hiệu một độ phân chiếu sáng là 7.14W trên 1 mét vuông. Tiếp đến là phòng neo. Thì phòng neo là một phòng rất đặc biệt khi đặt chân tới nhà hàng Hanilao. Bên cạnh thưởng thức những món ăn ngon thì những khách hàng cũng có thể đến phòng neo để làm đẹp, với đặc điểm là một phòng lễ tân. Do đó thiết kế chiếu sáng cho căn phòng này cũng đòi hỏi những yêu cầu khi thiết kế chiếu sáng cho quầy lễ tân. Chính vì thế mà nhóm đã sử dụng đèn LED downlight với nhiệt độ màu là 3000K, cho sáng vàng, tạo rất tinh tế và ấm cúng cho những khách hàng khi đến đây. Đây là hình ảnh thiết kế chiếu sáng cho phòng neo. Còn đây là hình ảnh phân bố độ rọi. Thì mặt phẳng làm việc là 0.8 m, nhiệt độ màu sử dụng là màu vàng là 3000K, và các loại đèn sử dụng là một đèn LED downlight Philips 23.5W. Đây là kết quả mà phần mềm Deloitte đã tính toán được là 343 LUT. Như vậy là cũng đạt được yêu cầu so với mức mục tiêu đặt ra là lớn hơn hoặc bằng 300 LUT, và hiệu suất chiếu sáng là 5.42W trên 1 mét vuông. Và cuối cùng là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh có lẽ là khu vực được sử dụng thường xuyên nhất. Các hoạt động vệ sinh cá nhân, rửa tay đều diễn ra tại đây. Do đó, đảm bảo ánh sáng ở phòng vệ sinh là vô cùng quan trọng. Do đó mà nhóm đã kết hợp sử dụng lưới đèn LED downlight với LED tube cho một nguồn sáng ổn định và làm tăng thêm tính thẩm mỹ, tạo cảm giác thoải mái và ấn tượng cho những vị khách khi đến đây. Đây là hình ảnh thiết kế chiếu sáng của bồn rửa tay. Đây là hình ảnh phân bố độ rọi tại bồn rửa tay. Thì mặt phẳng làm việc là 0.8 m, nhiệt độ màu sử dụng là màu vàng là 3000K, và các đèn sử dụng là hai đèn LED downlight Philips 21W kết hợp với một LED tube 4W. Đây là kết quả phần mềm đã tính toán được là 223 LUT. Như vậy là đạt được một yêu cầu với mục tiêu đề ra là lớn hơn hoặc bằng 200 LUT, và mật độ phân bố chiếu sáng là 4.73W trên 1 mét vuông. Đây là hình ảnh thiết kế chiếu sáng cho phòng vệ sinh nam. Đây là hình ảnh phân bố độ rọi tại phòng vệ sinh nam. Thì mức phẳng làm việc lựa chọn là 0.8 m, nhiệt độ màu sử dụng là màu vàng là 3000K, và các loại sử dụng là hai đèn LED downlight Philips 21W. Đây là kết quả tại phòng vệ sinh nam. Thì phần mềm Deluxe Evo 1.0 đã tính toán được là 237 LUT. Như vậy là cũng đạt được yêu cầu với mục tiêu đề ra ban đầu là phải lớn hơn hoặc bằng 200 LUT, và mật độ phân bố chiếu sáng là 6.56W trên 1 mét vuông. Tiếp đến là hình ảnh thiết kế chiếu sáng cho phòng vệ sinh nữ. Đây là hình ảnh phân bố độ rọi tại phòng vệ sinh nữ. Thì mặt phẳng làm việc lựa chọn là 0.8 mét, nhiệt độ màu sử dụng là màu vàng 2000K, và các loại đèn sử dụng là hai đèn LED downlight Philips 21W. Còn đây là kết quả tại phòng vệ sinh nữ. Thì phần mềm Deloitte Evo 10.0 đã tính toán được là 207 LUT. Như vậy là đạt được yêu cầu so với mục tiêu đặt ra ban đầu là phải lớn hơn bằng 200 LUT, và hiệu suất phân bố chiếu sáng là 4.96W trên 1 mét vuông. Tiếp đến là phần lựa chọn thiết bị đóng cắt dây dẫn cho hệ thống đèn tại nhà hàng Hanilao Vincom Phan Văn Trị. Thì ở đây nhóm chúng em khi lựa chọn dây dẫn cũng như lựa chọn thiết bị đóng cắt CB thì nhóm chúng em chia làm 6 tuyến ký hiệu là từ L1 đến L6. Thì tuyến dây đầu tiên là tuyến L1 được sử dụng tại phòng tiếp tân, phòng neo, thì với công suất tiêu thụ tổng cộng là 149.5W.
thì nhóm chúng em đã tính toán được y chiếu sáng là 0.8. Như vậy là nhóm lựa chọn em 1 mCb, 1 pha 6A và dòng cắt cực đại là 6 kA đến từ thương hiệu Schneider. Và dây dẫn lựa chọn là 2 dây 1.5 mV với hai lớp cắt điện, với một lớp cắt điện là PVC và một dây tiếp đất cùng với tiếp diện là 1.5 mV. Còn ở tuyến số 2 là tuyến sử dụng cho phòng ăn thì với công suất tiêu thụ là 1.572W thì nhóm đã tính toán được cái chiếu sáng là 8.9W. Như vậy là lựa chọn 1 mCb, 1 pha 10A và dòng cắt cực đại là 6 kA và cũng đến từ thương hiệu Schneider. Và dây dẫn lựa chọn là 2 dây với tiết diện là 2.5 mV và lớp cắt điện là PVC và một dây tiếp điện là với tiết diện là 2.5 mV và cùng với một lớp cắt điện là PVC. Tiếp đến là tuyến dây số 3, thì tuyến dây số 3 được sử dụng tại phòng VIP thì phòng VIP tiêu thụ công suất là 225W và tính toán được y chiếu sáng là 1.3A và chọn 1 mCb, 1 pha 6A và dòng cắt cực đại là 6 kA cũng đến từ thương hiệu Schneider. Dây dẫn lựa chọn là 2 dây tiết diện 1.5 mV đồng và với một lớp cắt điện là PVC và một dây tiếp điện với tiết diện là 1.5 mV đồng và cũng có một lớp cắt điện là PVC. Tiếp đến là tuyến dây số 4, thì tuyến dây số 4 được sử dụng cho phòng bếp, phòng lặn một, phòng lặn số 1, số 2, phòng chế biến thực phẩm tươi sống, phòng trái cây và phòng nhân viên, thì tổng công suất tiêu thụ là 1.262W thì tính toán được y chiếu sáng là 7.2A. Như vậy là lựa chọn 1 mCb, 1 pha 10A và dập cắt cực đại là 6 kA đến từ thương hiệu Schneider. Và dây dẫn lựa chọn là 2 dây với tiết diện là 2.5 mV đồng và một lớp cắt điện PVC và một dây tiếp điện là một lõi tiết diện là 2.5 mV đồng và lõi cắt điện cũng là PVC. Tiếp đến là tuyến dây số 5, được sử dụng cho phòng quản lý, phòng trẻ em và phòng điều khiển giám sát và tổng công suất tiêu thụ là 285W, tính toán được y chiếu sáng là 1.6A và lựa chọn 1 mCb, 1 pha 6A và dòng cắt cực đại là 6 kA đến thương hiệu Schneider. Dây dẫn lựa chọn là 2 dây một lõi tiết diện là 1.5 mV đồng và một lớp cắt điện là PVC và dây tiếp điện là một lõi tiết diện là 1.5 mV đồng và cũng mới lớp cắt điện là PVC. Và cuối cùng là tuyến dây số 6, được sử dụng tại phòng vệ sinh, thì tại phòng vệ sinh tổng công suất tiêu thụ là 130W, tính toán được y chiếu sáng là 0.7A. CB lựa chọn là 1 mCb, 1 pha 6A với dòng cắt cực đại là 6 kA đến từ thương hiệu Schneider. Dây dẫn lựa chọn là 2 dây một lõi với tiết diện là 1.5 mV đồng và một lớp cắt điện PVC và một dây tiếp điện là một lõi tiết diện 1.5 mV đồng và cũng với các lớp cắt điện là PVC. Và cuối cùng là CB tổng, thì tổng công suất tiêu thụ của hệ thống đèn chiếu sáng khi thiết kế là 3.623,5W, do đó tính toán được y chiếu sáng là 20.6A. Do đó mà nhóm lựa chọn 1 mCb 3 pha 25A và dòng cắt cực đại là 6 kA đến từ thương hiệu Schneider. Và dây dẫn lựa chọn là 4 dây một lõi tiết diện là 4 mV đồng và một lớp cắt điện là PVC và dây tiếp điện bảo vệ là một dây tiết diện 4 mV đồng và với lớp cắt điện là PVC.
Ở đây thì nhóm cũng đã tính được tổng số CPU sử dụng là 7 chiếc, trong đó có 4 chiếc MCB 1 pha 6A, 2 MCB 1 pha 10A và 1 MCB 3 pha 25A, và dòng cắt cực đại cho 7 CPU này đều bằng 6 kA và cùng đến từ thương hiệu Schneider. Và tổng số dây dẫn sử dụng là 1600 m dây, một lõi 1.5 mV đồng và lõi cắt điện là PVC, và 1000 m dây một lõi 2.5 mV đồng và lớp cắt điện là PVC, và 50 m dây một lõi 4 mV đồng, lớp cắt điện là PVC, và đều đến từ thương hiệu KDV của Việt Nam. Còn đây là bảng dự toán. Thì ở đây chúng em đã đưa ra một bảng dự toán như sau. Ở danh mục đèn chiếu sáng thì đối với đèn chùm thì đèn chùm công suất 36W thì đơn giá của một chiếc đèn chùm là 34 triệu và ở đây sử dụng 3 đèn chùm, do đó mà số tiền sử dụng cho đèn chùm là 102 triệu. Và tương tự cho các loại đèn khác thì ở danh mục đèn thì nhóm chúng em tính tổng số tiền bỏ ra là 349.549.025 đồng. Còn ở phần thiết bị đóng cắt, phần dây dẫn và những thiết bị khác, và các thiết bị khác ở đây là chân kinh và công tắc, và bên cạnh đó là CB, dây dẫn, thì nhóm chúng em cũng đã tính toán được tổng số tiền cho các thiết bị này là 45.049.000 đồng, và tổng chi phí, và ngoài ra còn có chi phí là chi phí nhân công, thì chi phí nhân công thì bằng 5% so với chi phí thiết bị và bằng 19.729.901 đồng. Và tổng chi phí để thiết kế hệ thống chiếu sáng cho công trình nhà hàng Hanilao Vincom Phan Văn Trị là 414.327.926 đồng. Và cuối cùng là phần đánh giá dự án cũng như đưa ra hướng phát triển cho đề tài. Nhìn chung đây là dự án thiết kế chiếu sáng thực tế cho công trình nhà hàng lậu Hanilao tọa lạc tại Vincom Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Do đó mà nhóm đã cố gắng lựa chọn các phương án tốt nhất để thiết kế hệ thống chiếu sáng cho nhà hàng. Ở đây là nhóm sử dụng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114-1208 Ergonomy về chiếu sáng vùng làm việc. Thì nhóm cũng đã lựa chọn những loại đèn tốt nhất và phù hợp nhất với điều kiện tài chính của công ty. Ở đây là sử dụng đèn đến từ thương hiệu Philips, thương hiệu Ranglite. Đó đều là những thương hiệu đèn uy tín và có chất lượng cao và được sử dụng rộng rãi bởi nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đây là dự án thiết kế môn học, do đó mà việc thiết kế nó chỉ được thực hiện trên giấy và thông qua phần mềm tính toán, do đó mà không thể đáp ứng chính xác 100% nếu như được thi công thực tế. Tiếp đến là hướng phát triển cho đề tài. Thì ở đây nhóm có đề xuất một hướng phát triển, đó là sử dụng đèn hệ thống chiếu sáng thông minh. Thì hệ thống chiếu sáng thông minh là một giải pháp chiếu sáng thay thế được thiết kế phù hợp với thu nhập của người sử dụng mà vẫn mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm năng lượng cao. Thì hệ thống chiếu sáng thông minh sử dụng ánh sáng tự nhiên, điều chỉnh ánh sáng dựa trên điều kiện tự nhiên hoặc bối cảnh theo ý muốn của người sử dụng nhờ các thiết bị điện thông minh
được sử dụng tích hợp vào cùng một hệ thống. Và cuối cùng là mục tài liệu tham khảo. Thì ở đây những tài liệu mà nhóm chúng em tham khảo là: đầu tiên là trang web của Phó Giáo sư Tiến sĩ Quyền Huy Ánh, mục tài liệu số 94, 110, 146 về thiết kế chiếu sáng, tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7114 2008 Economy về chiếu sáng vùng làm việc, website của phần mềm Dialux và website của YouTuber Nenkadoko. Thì Nenkadoko là một trong những kỹ sư thiết kế chiếu sáng nổi tiếng và có nhiều video hữu ích trên YouTube. Và một trang web của Omlet về giải pháp chiếu sáng cho nhà hàng khách sạn. Trang web của Paragon về nghệ thuật chiếu sáng trong nhà hàng. Trang web của hãng đèn Philips và trang web của hãng đèn Ranglite. Và ngoài ra thì nhóm cũng sử dụng nhiều tài liệu tham khảo khác. Và bài báo cáo của nhóm đến đây là kết thúc. Em xin chân thành cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.